Hello các bạn, mình đang ngồi săn sale những ngày đầu tháng 7 và mình có một người bạn đang nhờ mình là tư vấn cho mình một con chuột mà nó đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu, là bao gồm cả làm việc nè, chơi game nè, bấm phải bền nè, và đặc biệt là giá phải rẻ, khoảng 500 hoặc 400 nghìn thôi. Đó cũng là một cái sự thử thách ha. Thì các bạn thấy trên kênh Tech Lab rồi thì mình đã làm khá là nhiều những mẫu chuột ha. Nào là Deju A950 màu hồng nè. Tiếp theo là con X1 Ultra nè, một con gaming mình cực kỳ thích ha, siêu nhẹ luôn mà vậy rất là chính xác. Nhưng mà những con này thì đều là từ 900 cho tới 1,5 triệu đổ lên không à. Vậy thì có mẫu nào thực sự là phù hợp với yêu cầu của bạn mình hay không? Thì tất nhiên là phải có rồi. Cái con mà mình đang cắm với cái laptop của mình luôn ở đây. Và đây, một mẫu chuột với một cái tên gọi rất là mỹ miều ha. Chuột bất tử. Đó, các bạn mà search trên những cái hội group trên Facebook hoặc trên website thì các bạn sẽ thấy là đây được mệnh danh là mẫu chuột xài hoài không hư. Và đây chính là con Fullen G90 ha. Thì cái bản này của mình đang xài ở đây là bản base. Và các bạn thấy là cái tuy là cái dây này nó cũng đã bong chóc khá là nhiều rồi, tại vì mẫu này xài cũng lên tới 4 năm rồi. Nhưng tới nay nó vẫn chưa hư các bạn, đúng thiệt. Mình xài qua hết thời gian bảo hành rồi và vẫn xài rất là ngon lành. Và đặc biệt là không hề bị double click ha. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái con chuột này. Tiếp theo đó cũng là một phiên bản Fairlane G90 mà nâng cấp nhẹ nhẹ ha, gọi là Fairlane G90 Pro X. Thì thật sự đây cũng không phải một video đánh giá nữa, bởi vì con Fairlane G90 này có thể là một mẫu chuột quốc dân rồi. Mình sẽ chỉ chia sẻ với bạn những cái trải nghiệm của mình trong suốt một khoảng thời gian qua mình sử dụng, những cái ưu nhược điểm nào của nó và thật sự nó có bất tử hay không, thì hãy cùng mình tìm hiểu nha. Đây mình sẽ show với bạn coi người cao tuổi Fullen G90, 4 năm tuổi của mình ha. Thì so với cái lúc mà mình mua cái con chuột mới này đó thì tất nhiên rồi, ngoại hình nó sẽ bị ăn mòn theo thời gian, nhưng mà mình đánh giá luôn về tổng thể thì nó vẫn đẹp khoảng 8 trên 10 điểm so với hàng mới nha các bạn. Các bạn sẽ để ý là con chuột của mình sẽ có một vài những cái điểm, chẳng hạn như là cái phần sơn ở đây nó hơi bị chốc nhẹ một tí, nhưng mà nhìn kỹ thì mới thấy nè, cái phần bề mặt này nó có rất là bóng dầu mồ hôi, do mình là một người ra khá là nhiều mồ hôi và vân tay thì nó sẽ bị bóng sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Nhưng mà một cái khá là hay nha các bạn, đó là cái dòng chữ in ở đây, Magnet Raven Micro Squid này hoàn toàn không hề bị bay màu. Thì mình không biết là tay các bạn ra mồ hôi kiểu nào, nhưng mà với mình đi, mình xài suốt một khoảng thời gian qua thì gần như là không bị bay cái này. Cái phần logo bên dưới này nó vẫn khá là đẹp và không có gì bị xây xước cả. Rồi nói một chút về thiết kế đi ha. Thì cái mẫu Fairlane G90 này có một cái thiết kế theo hướng gọi là công thái học, dành cho người thuận tay phải. Đó, cho nên các bạn sẽ thấy nó sẽ bị cái đường vát chéo nhẹ qua bên đây. Và kích thước của nó là không phải là quá là nhỏ, mà nó thuộc dạng vừa nha các bạn. Cho nên những bạn mà có kích thước tay trung bình cho tới tay lớn giống như mình thì sẽ là khá thích cái mẫu chuột này. Như cái lòng bàn tay của mình đây, và khi mình đặt xuống và mình đặt nguyên một cái bàn tay lên thì cái lòng bàn tay của mình ôm trọn cái con G90 này. Và cái cảm giác thao tác của mình nó phải nói là nó rất là tuyệt vời. Mình xài một thời gian xong mình quen mà cảm thấy thích về nó luôn ha. Thì cái cách cầm của con chuột này nó rất là đa dạng, bởi vì nó theo dạng công thái học mà, cho nên các bạn có thể cầm palm, có nghĩa cầm nguyên cái lòng bàn tay như mình đó, dạng lười lướt lướt bấm bấm này, hoặc là nếu mà các bạn chơi game FPS đi thì các bạn cầm dạng claw, là cầm dạng hai ngón cao vậy các bạn bấm đó, thì cái cảm giác di chuột nó vẫn rất là ok ha. Thì nhìn chung á là với một con chuột và mức giá rơi vào khoảng 300 nghìn thì mình thấy cái thiết kế này nó rất là tuyệt vời, không có cái gì mà phải nói cả. Tiếp theo mình sẽ nói về cái mà người ta hay nói về con G90 này nhất, đó chính là cái việc nó là một con chuột bất tử. Thì tại sao nó có cái tên gọi này? Đó là do cái khi các bạn nhấn vào chuột trái và chuột phải như vậy nè, thì nó sử dụng một cái squid quang học, chứ không phải là một cái squid cơ học. Thì squid quang học là cái gì? Thì squid quang học thì nói cho dễ hiểu đi, là bên trong con chuột này nó sẽ có những cái đèn laser. Khi các bạn nhấn một cái, các bạn nhấn một cái bên đây hoặc nhấn một cái bên đây thì nó sẽ mở ra một cái khe để ánh sáng đưa qua và đưa lên tín hiệu, và cái máy tính của các bạn sẽ nhận. Khi các bạn mở tay ra thì nó đóng lại. Đó, chính vì cái cách hoạt động này cho nên là nó sẽ chỉ hư khi nào mà cái đèn laser trong này nó hư thôi, nó bị bể hay bị vào đó mới hư, còn lại thì gần như là không thể nào hư được. Và nhà sản xuất thì tất nhiên không một nhà sản xuất nào có thể nói là cái switch này gọi là bất tử hết. Họ vẫn đưa ra một con số khuyến nghị, đó là khoảng chừng 80 triệu lần click. Thì mình đã xài suốt một khoảng thời gian khoảng 4 năm qua thì mình thấy là chắc cũng hơn con táo số 80 triệu này rồi. Và mình cũng có coi trên diễn đàn thì có những người đã xài tới năm thứ 5 và vẫn chưa bị hư luôn. Chỉ là họ chán họ đổi thôi, chứ con chuột này rất là bền. Các bạn coi đi, khi mà nói về dòng chuột bền có dây mà mức giá rẻ thì Fullen G90 vẫn là một con chuột
quốc dân luôn, top 1 luôn ha. Rồi, nói đi thì cũng phải nói lại, tuy là nó bất tử nhưng mà sau một khoảng thời gian dài sử dụng thì mình để ý một số điểm cho con G90 này. Cái đầu tiên đó là cái phần dây nối ở đây, cái phần chỗ đây nè. Đó, con này thực sự mà nói thì con này đã là con thứ hai mình xài rồi. Lý do là tại sao? Nếu như những cái bạn nào mà hay mà bỏ laptop, bỏ chuột vào ba lô và hay di chuyển nhiều đi ha, thì cái đầu này khá là dễ gãy nếu như các bạn mà cứ quăng đồ vô ha. Thì mình đã từng bị rồi, do mình xài đồ cũng không có kỹ lắm đâu các bạn, cho nên là nó chỗ này rất là dễ bị gãy, cho nên là mình đã đổi qua một con chuột khác. Thì để hạn chế việc này thì các bạn chuẩn bị cho nó một cái túi, hoặc là các bạn nâng niu nó một chút để cho tránh cái hiện tượng bị gãy đầu ha. Ngoài ra thì cái phần dây này thì nó cũng khá là bền, được bệnh vải, và sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó cũng hơi bị tưa tưa ra một chút xíu này, nhưng mà không hề ảnh hưởng nào cả. Rồi, và tới một cái điểm nữa mình thấy là một điểm yếu nhất trên con này. Con này cái gì cũng tốt nhưng có điểm nó hơi yếu nhẹ thôi, đó chính là cái phần con lăn này ha các bạn. Con lăn này nó không có được bất tử như là hai con chuột trái và chuột phải này đâu. Sau một khoảng thời gian dài sử dụng và mình có hỏi thêm một số những người bạn của mình thì hay gặp cái trường hợp là con lăn này nó lăn ra chết. Có nghĩa là nó xài một thời gian thì nó lăn nó bị trượt, nó bị trượt luôn, hoặc là nó lúc nhận lúc không. Đó, cho nên đó là cái này các bạn cũng lưu ý ha. Nếu như mà con lăn này mà bị hư đi khoảng chừng 3-4 năm mà nó hư thì các bạn thay chuột là vừa rồi. Nhưng mà nếu như các bạn mà cố gắng mà sử dụng thêm á thì mình sẽ không dùng con lăn này, mà dùng hai chuột trái chuột phải này vẫn hoàn toàn bình thường. Ngoài ra trên mẫu chuột G90 này còn có thêm 4 nút nữa, đó chính là nút tăng giảm DPI ở đây, và hai nút chuột trái và hai nút forward và left ở đây. Đó, thì hai cái nút này thì mình cũng xài tương đối là nhiều khi mà mình duyệt web, và đến bây giờ thì nó vẫn chưa hư luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về các phiên bản của Furlane G90 ha. Thì cái con mà các bạn thấy mình đang cầm trên tay ở đây chính là con Furlane G90 phiên bản basic, phiên bản gốc nhất. Các bạn mà săn sale thì rơi vào khoảng tầm 300-400 nghìn ở thời điểm hiện tại ha. Thì cái mẫu chuột này đang sử dụng một cái cảm biến quang học Avago 3050 đó, và cho cái số DPI lên tới mức gọi là 2000, tần số phản hồi rơi vào khoảng 1000 Hz đó, cái polling rate đó. Và nó sẽ có cái đèn LED ở cái phần cuộn chuột và đèn LED ở cái phần logo của Furlane ha. Nói chung là con chuột này con chuột kiểu dạng basic nhất. Và nếu như được khuyên á thì mình khuyên các bạn mua phiên bản basic này cho nó rẻ nhất. Bởi vì những cái phiên bản sau đó là cái phiên bản nâng cấp về mặt cảm biến và nâng cấp về mặt LED. Và những bạn nào á mà chơi những tựa game bắn súng chuyên nghiệp hoặc là thích cái sự đẹp mắt hơn thì các bạn có thể nâng cấp lên. Còn nếu như ưu tiên về bi trên bi đi, hiệu năng trên giá thành thì phiên bản gốc vẫn là phiên bản các bạn nên lựa chọn ha, rất là tuyệt vời luôn. Và sẵn ở đây thì do người bạn của mình có một cái nhu cầu gọi là nó hơi xịn xịn một chút xíu, gọi là nâng cấp nhẹ, cho nên là mình đã mua cho người bạn của mình cái phiên bản Furlane G90 Pro X ha. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem coi con này nó khác gì với con kia ha. Đây thì cái hộp cái kiểu đóng gói thì cũng tương tự như Furlane thôi, không có gì gọi là quá đặc sắc cả. Chúng ta một cái hộp bên trong và đây là nhân vật chính, sách hướng dẫn sử dụng màu đen, và đây là mẫu chuột mới. Đó, đây chính là Furlane G90 Pro X ha. Thì ngay từ cái nhìn đầu tiên thì bởi vì nó là G90 phiên bản nâng cấp nhẹ mà, cho nên sẽ không quá là nhiều khác biệt so với con G90 gốc của mình đâu. Nhưng mà do cái con này mình xài lâu rồi nè, nó bị bong hết những cái lớp phủ bên ngoài và nó cũng không còn nhám nhiều nữa, cho nên các bạn thấy là con phiên bản này nó đen hơn và nó bóng mồ hôi hơn. Còn bên đây thì nó vẫn đang giữ lại một cái nét gì đó nó sạch sẽ hơn, nó xám hơn và nó nhìn nó cũng ngầu ngầu hơn tí. Nhưng mà về mặt thiết kế thì hoàn toàn là như nhau các bạn. Cùng là logo, cùng là nút và cùng xài luôn cái switch như nhau cả. Thì con này có gì khác biệt thì tất nhiên là phải có. Cái khác biệt đầu tiên là cái việc về mặt phần mềm. Khi mà các bạn mua cái con chuột này có một cái lưu ý luôn là các bạn sẽ không xài chung phần mềm với con G90 gốc, mà các bạn phải lên website của Furlane Việt Nam, cũng có nhà furlane.vn á, các bạn tải về đúng phần mềm của nó thì sẽ có những cái tùy chỉnh riêng dành cho cái mẫu chuột này, chứ chúng ta không xài chung. Cái thứ hai đó chính là cái việc con chuột này đã được nâng cấp cái cảm biến mới, đó chính là cảm biến SpeakArt 3325. DPI thì được tăng lên 5000 DPI, tốc độ quét là 100 IPS và có đèn LED RGB 16 triệu màu. Thì đó là những cái thay đổi theo mình thấy là gần như là sẽ không thay đổi nếu như bạn không phải là một game thủ chuyên nghiệp. Bạn xài chuột ở mức độ gọi là chơi game cơ bản, bắn súng cơ bản, làm việc văn phòng thì hai con nó hoàn toàn không hề khác biệt nhau ha. Đó,
Đây là về cái phần đầu của nó. Phần đầu của nó thì cũng không hề được mạ bạc hay có gì khác cả. Dây thì cũng là dây vải mà thôi. Thì mình nghĩ là cái phiên bản cao nhất là phiên bản Evo á, thì nó sẽ có sự nâng cấp hơn về cái mặt thiết kế ha. Còn về cơ bản thì con G90 và G90 Pro X này nó không có quá là nhiều sự khác biệt về mặt ngoại hình. Ngoài ra thì nâng cảm biến thì nó nâng cấp lên một chút. Rồi thì cũng show với bạn coi một chút về cái phần mềm full length G90 Pro X ha. Thì các bạn nhấn vô thì chúng ta sẽ có nút gọi là tạo profile nè. Rồi và những cái chế độ đèn LED, chẳng hạn như ban đầu là để ở chế độ rainbow là thay đổi màu sắc một cách liên tục, nó sẽ đổi màu từ từ. Hoặc là các bạn có thể chọn static, có nghĩa là chọn một cái màu duy nhất cho nó luôn. Chẳng hạn như ở đây là mình chọn màu xanh đi. Đó thì cái con chuột này, cái logo và cái con lăn này nó sẽ để đúng màu xanh. Rồi hoặc là chọn rainbow, chọn brightening thì nó sẽ chớp tắt này nọ, tùy theo hai cái màu mà các bạn chọn. Đó, thì nhìn chung thì một cái mẫu chuột giá rẻ thì tầm này mình thấy nó cũng ok rồi. Ở dưới á, là mình sẽ gán cho nó những cái tác vụ cho nó. Chẳng hạn như là các bạn có thể gán những nút macro để các bạn chơi game nè. Hoặc là các bạn có thể gán những cái nút mà ra lệnh media, chẳng hạn như là qua bài, tạm dựng bài hát, hoặc là tăng âm lượng, nói chung là chỉnh khá là nhiều. Cuối cùng là cái phần mà các bạn có thể chỉnh được số DPI và polling rate. Thì polling rate của con này lên tới 1000Hz. Thì mình thấy là các bạn để 1000Hz xài luôn mặc định luôn đi, khỏi chỉnh nữa, giúp cho các bạn gọi là chơi game nó mượt mà hơn ha. Về số DPI thì trong phần mềm mặc định có 4 cái mức cơ bản, là bao gồm là 500, 1000, 1500, 2000. Tất nhiên là các bạn có thể gán cho những cái móc riêng các bạn, chẳng hạn như các bạn gán 700, các bạn gán 1300, 1800 hoặc là lên trên nữa đi. Theo bình thường á, thì các bạn mà xài văn phòng lướt lướt web nhẹ nhàng thì các bạn để chừng 500 tới 1000 được rồi. Khi mà các bạn mà chuyển qua chơi những tựa game bắn súng đi, đòi hỏi số FPS cao hơn, các bạn nhấn tăng. Đó, chẳng hạn như mình đi nhấn tăng lên 2000 là mình chơi được rồi. Rồi sau khi xong thì bấm ngược lại thôi. Nói chung là rất là dễ thao tác, làm quen và sử dụng ha. Thì nói chung đây cũng không phải là một cái bài review gì cả, bởi vì G90 đã được kiểm chứng về cái chất lượng của cái việc click cũng giống như là độ bền sau một khoảng thời gian sử dụng bởi rất 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 là nhiều người rồi. Các bạn coi YouTube thì các bạn cũng thấy mẫu chuột này được review rất nhiều ha. Vì vậy cho nên nếu như bạn mà vô tình mà lướt qua cái trang của mình và khi các bạn đang tìm hiểu về cái con chuột full length G90 thì câu trả lời của mình là các bạn nên mua. Bởi vì với một cái mức giá này thì chúng ta không thể nào đòi hỏi hơn một con chuột quốc dân như con full length G90 cả. Thiết kế thì công thấy học cầm rất ok, nhẹ nhàng, có khá là nhiều nút bấm và có thể gán được nhiều tác vụ, và đặc biệt là một cái switch bất tử đó, xài hoài không bao giờ hư luôn. Chắc chắn phải có hư nhưng mà lâu lắm các bạn, có khi lúc đó các bạn cũng quên luôn đó. Cho nên đó là một con chuột đáng mua rồi. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói về con full length G90 mình đang xài 4 năm và vẫn tiếp tục xài, và kế bên đó là con full length G90 Pro X ha. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu chuột này hoặc là muốn mình review thêm những mẫu chuột khác thì hãy comment ngay bên dưới cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.